8-1 á. Xin chào cả nhà. Xin chào. Hôm nay ăn bánh cuốn. Không thử rồi không mua à. Cuốn này cũng nhanh nữa ha. Tráng này nhanh. Trời ơi, đậu bánh cống đó hả? Siêu quá vậy hả? Đậu đen mà chị Oanh không, không đậu đen không mà chị Oanh cũng không ấy luôn à. Qua đi về giờ. Ăn xong đó. Ăn xong đó. Ăn xong lại mới là đúng á. Ăn xong là đúng rồi. Ăn xong mới là không đúng á. Vậy hay vậy lắm tháng trước. Tứ là đẹp gái quá ta. Hả? Thấy đẹp gái ta chưa? Người ta chưa? Merci em. Chị Oanh đang cũng đẹp gái quá ta. Sáng nay bắt gọt, trời bắt vô hoài, không ai mở cửa phải gọt. Tọc 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 tọc. Mạnh á, người ta mới chạy ra thì nó chắc hai chồng đi chợ thì chính đi về. Thôi gỡ rồi để luôn đi. Tại vì cái cục kia nó giữ đó. Nó nghe mấy chị cái này sao giống chơi đồ hàng quá à. Giống chơi nhà trời ha. Giống nít nó nhỏ mà. Giống như 3-4 tuổi chơi đồ chơi vậy. Bởi em mới rủ qua chơi đồ hàng. Chắc nó nhìn mình nhà buồn lắm sao ra đây chơi đồ. Sáng chị thấy hả nó xong vậy nó ủa nhỏ này đổ bánh cuốn rồi sao vậy nó đi ra chợ đi không biết nữa. Trời ghê chưa. Em nói mình đi được mà người ta không đi được. Kêu đổ rồi, giờ này mà đổ không, cái gì? Không, chị tưởng Hạnh đổ rồi, nó nhỏ này hay quá, chắc đổ rồi. Làm xong hết rồi, bột rồi xong hết rồi, đợi đến mới đổ rồi. Ủa, trời ơi. Không, chị... em bị gần, em cứ đẩy vô nhà chị rửa tay rồi. Chị rửa tay nhà chị chứ qua đây chị không có rửa. Bây giờ phải kỹ. À, Thanh Tuyền cũng bị Covid đó. Bố Hồn đóng cửa lại bố Hồn. Ca sĩ Thanh Tuyền đó. Cũng bị luôn hả? Ừ, bị Covid đang bị. Không ấy. Cũng bị á. Mà không bị. Thì thấy nhiều người bị với đó là có ngàn người bị ca sĩ nhiều người bị lắm ai nữa nè bên Mỹ nhiều tổng thống còn bị mà hôm qua tại cái này về mấy cái chị nấy rồi ấy luôn rồi nhanh chứ này em thấy làm nhanh giờ đổ vô trộn trộn hả rồi xíu muối không trộn trộn giá hết đi khỏi trộn phải bỏ nhiều lắm á trộn nữa thôi đừng có trộn nha nhiều lắm. Lan Quế đặt chưa? Lan Quế bữa chị mua rồi đặt chưa? Quế cha. Cái gì vậy? Đuôi má. À, đẹp quá ha. Đó bây giờ nó được rồi đó. Bột nó mỏng lại nè, nãy nó đặt quá rồi cái bột nó dày. Đúng rồi. Cái kia nó dày. Ở dưới nè, nó không có cho. Bởi vì nãy chị nhìn cái kia nó dày. Nó đổ pha bột. Không, chị mới bỏ nước vô rồi nè. Đó bây giờ đó là nó đẹp rồi nè. Dày vậy. Trời trông đẹp ha. Ngon nó này chút nha. Mở từng lôi lôi là nó dính nó bể kệ nó để vậy cũng không sao hết không biết tại sao chị ngủ không được nó chị rượu mấy nhỏ qua chơi thôi chủ này cháu tao cháu chị đâu có nè nó ngồi nắng rồi phải sát luôn. Quy, em phải không đủ. Không, đẹp rồi. Nó lỡ rồi được rồi. Không sao, nó bị. Nó thiếu một chút rồi. Nè, chị Oanh cắt nó dễ cho Hùng. Nó dễ cho chị. Nó trông là được không? Thank you.
ăn không biết ăn gì giống tớp quá. Có những kinh nghiệm không quay quay cái gì chưa cái gì đó thấy chứ. Thấy em thấy cái mọi người thấy mọi người thấy chưa không thấy em tứ em quá chừng rồi. Nè chị uống nước không? Rồi em thì đó. Đẹp quá ha. Mình hấp dẫn lắm luôn á. Ngày nào hấp dẫn lắm. Bữa không quay con cá. Con cá của em mới cầm được 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 được. Ngon lắm, ngon lắm. Trả lời ha. Ai vậy? Hai mày mày trả lời ngon lắm vậy? Nó tự nói. Tự nói. Ngon chứ. Giống như là nó khen mà.